nắng nhẹ buông chặt anh gặp em giữa phố đông. Nhìn em xinh thật xinh làm anh cứ hoài mong ngóng. Rồi bất chợt em cũng đã nhìn thấy ánh mắt anh, cũng chẳng biết là anh đã có người kể bên chưa. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu, nhưng trái tim vì em mà đứng hình thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu, nhưng người ơi phiền em cho anh hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này.